Công ty cổ phần Tân Cảng Tây Ninh thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng vừa phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội đến thăm tặng quà 6 mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến thăm, đại diện hai đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay với những hy sinh đóng góp to lớn của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mong muốn các mẹ sẽ tiếp tục sống vui, sống khỏe, an hưởng tuổi già. Đồng thời động viên gia đình cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.